Phát biểu trên truyền hình Liban vào ngày 30 tháng 9, quan chức cấp cao nhất của Hezbollah tuyên bố: "Chúng tôi đã sẵn sàng nếu Israel quyết định tiến vào bằng đường bộ và lực lượng kháng chiến sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Hezbollah sẽ chọn một thủ lĩnh để kế vị ông Hassan Nasrallah, người bị sát hại trong một cuộc tấn công của Israel ở thủ đô Beirut của Liban cuối tuần qua, sớm nhất có thể." Ông Naim Qassem, quan chức cấp cao nhất của Hezbollah cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 30 tháng 9, "Chúng tôi sẽ chọn tổng thư ký cho đảng sớm nhất có thể và theo cơ chế đã được đảng thông qua trước đó, và chúng tôi sẽ lấp đầy các vị trí lãnh đạo. Hãy yên tâm rằng các lựa chọn sẽ rất dễ dàng." Ông Naim Qassem nói trong bài phát biểu công khai đầu tiên của Hezbollah kể từ vụ ám sát ông Nasrallah. Ông Qassem cam kết tiếp tục sứ mệnh của Hezbollah nhằm chống lại Israel và bảo vệ người Palestine, bất chấp những tổn thất mà lực lượng này phải gánh chịu ở Liban. Những tuyên bố của Israel về việc đã đánh trúng hầu hết các tên lửa tầm trung và tầm xa của Hezbollah được ông Qassem ví là một giấc mơ mà họ chưa đạt được và sẽ không đạt được. Hezbollah sẽ tiếp tục hoàn thành các mục tiêu và mục đích thực địa như ông Nasrallah đã đề ra. Ông nói, lực lượng kháng chiến Hồi giáo sẽ tiếp tục đối đầu với kẻ thù Israel để hỗ trợ giải Gaza và Palestine, bảo vệ Liban và người dân, đáp trả các vụ ám sát và sát hại dân thường. Ông Qassem từng là ứng cử viên lãnh đạo Hezbollah trước khi ông Nasrallah được bổ nhiệm. Ông này nổi tiếng với trình độ học vấn sâu rộng, kiến thức tôn giáo. Sinh năm 1953 tại làng Kafakila ở miền nam Liban. Qassem là một thành viên nổi tiếng của nhóm cựu vệ sĩ. Giáo sĩ dòng CIA 71 tuổi này giúp sáng lập Hezbollah vào năm 1982 và làm phó tổng thư ký 7 nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1991. Ông cũng giám sát các hoạt động xây dựng luật của Hezbollah, là nhân vật thứ hai của Hezbollah trước khi thủ lĩnh Nasrallah bị ám sát. Ông Qassem thường xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn trên truyền thông. Năm 2015, ông viết cuốn sách Hezbollah – Câu chuyện từ bên trong, trình bày tư tưởng chính trị của lực lượng này. Chỉ vài ngày sau khi ám sát thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah, Israel không kích sâu trong địa phận Beirut lần đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel cũng tấn công Houthi ở Yemen. Sự leo thang trong cuộc chiến này đã khiến nhiều dân thường thiệt mạng, khiến 1 triệu người ở Liban phải di tản. Vô số nhà cửa bị phá hủy. Giới chức Mỹ, những người vẫn đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, dự đoán bộ binh Israel sẽ tràn vào Liban, nhưng nhấn mạnh rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dường như chưa đưa ra quyết định. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vào ngày 28 tháng 9 rằng việc ám sát thủ lĩnh Hezbollah là một bước tiến nhằm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong những năm tới. Nhà lãnh đạo Israel nhận thấy một cơ hội mở ra để tái cấu trúc quyền lực cơ bản ở Trung Đông và ông có thể cho rằng Hezbollah đang bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, chiến thắng hoàn toàn vẫn còn khó nắm bắt. Kể từ ngày 17 tháng 9, Israel đã giáng đòn nặng nề vào nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Liban. Đến tối ngày 27 tháng 9, khi ông Nasrallah bị sát hại trong một vụ nổ làm sập nhiều tòa nhà, ban lãnh đạo cấp cao của Hezbollah gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, lịch sử gần đây chỉ mang đến những bài học cay đắng cho giới lãnh đạo Israel. Tháng 6 năm 1982, Israel tấn công Liban với mục tiêu đè bẹp tổ chức giải phóng Palestine. Ngoài ra, họ hy vọng thiết lập một chính phủ do người Thiên Chúa giáo kiểm soát ở Beirut và đẩy lực lượng Syria ra khỏi đất nước. Nhưng cả ba mục tiêu này, Israel đều không đạt được mà khiến Hezbollah ra đời. Lực lượng này sau đó tiến hành chiến tranh du kích không ngừng nghỉ, buộc Israel phải đơn phương rút quân khỏi miền nam Liban. Lực lượng Hamas cho biết một nhân vật cấp cao của nhóm này tại Liban đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào một trại tị nạn ở miền nam nước này ngày 30 tháng 9. Tuyên bố của Hamas nêu rõ, Fatah Sharif Abu Anamineh, đứng đầu lực lượng Hamas tại Liban và là thành viên của ban chỉ huy lực lượng ở nước ngoài, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích khu trại Abbas ở miền nam Liban. Cả vợ và hai con của ông cũng đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, mà Hamas gọi là một vụ ám sát. Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin, đây là lần đầu tiên trại tị nạn Abbas nằm gần thành phố Tire bị nhắm mục tiêu trong các cuộc không kích. Tuyên bố được đưa ra vài giờ sau khi Mặt trận Nhân dân Giải phóng Palestine PFLP cho biết ba thành viên của nhóm đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào quận Kola, thủ đô Beirut của Liban, rạng sáng cùng ngày. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban gia tăng nhanh chóng kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát tại giải Gaza. Hezbollah ủng hộ Hamas và bị Israel xem như mối đe dọa ở biên giới phía Bắc với Liban. Trước đó ngày 29 tháng 9, việc thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel đã gây ra những chấn động mạnh mẽ không chỉ trong phong trào này mà còn ở khu vực Trung Đông. Với hơn 3 thập kỷ lãnh đạo,
ông Nasrallah đã trở thành biểu tượng của lực lượng dân quân phi nhà nước mạnh nhất thế giới. Việc ông Nasrallah bị ám sát đã để lại một khoảng trống quyền lực lớn và những câu hỏi về tương lai của Hezbollah. Hezbollah, với tư cách là một phong trào chính trị, xã hội và quân sự ở Liban, đã đưa vào sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông Nasrallah để duy trì sức mạnh và sự ổn định. Tuy nhiên, sau sự ra đi của ông, nhóm này đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, không chỉ về mặt tổ chức mà còn về mặt chiến lược và quan hệ quốc tế. Những người kế nhiệm tiềm năng của ông Nasrallah như Hashim Safiuddin, người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, lại không có sức ảnh hưởng và khả năng lãnh đạo như ông Nasrallah. Ông Safiuddin, một người có mối quan hệ chặt chẽ với Iran, có thể trở thành người kế nhiệm ông Nasrallah. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cho thấy, bất kỳ ai kế nhiệm ông Nasrallah cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Theo Rim Motos, nhà phân tích an ninh tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, người kế nhiệm ông Nasrallah sẽ tiếp quản một Hezbollah suy yếu, đặc biệt khi đối mặt với áp lực từ Israel và tình hình bất ổn trong khu vực. Đây có thể là bước ngoặt trong lịch sử của nhóm này. Vụ ám sát ông Nasrallah cũng làm phức tạp nỗ lực của Hezbollah trong việc tập hợp các nhà lãnh đạo của họ để thảo luận về người kế nhiệm. Sau cuộc không kích, các nhà lãnh đạo còn sống của Hezbollah đã phải ẩn náu và điều này khiến việc xác định ai sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo trở nên khó khăn hơn. Nếu Safiuddin tiếp quản, ông sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đưa Hezbollah vượt qua giai đoạn chuyển giao phức tạp này, đặc biệt khi Israel đã xâm nhập vào hệ thống liên lạc của Hezbollah, tạo ra sự bất ổn trong nội bộ tổ chức. Những thách thức mà lãnh đạo tiếp theo của Hezbollah phải đối mặt không chỉ đến từ nội bộ mà còn từ các cuộc tấn công ngày càng quyết liệt của Israel. Trong những tuần gần đây, Israel đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quy mô lớn vào Hezbollah nhằm ngăn chặn các cuộc pháo kích từ lực lượng này. Hơn nữa, việc Israel tấn công vào kho vũ khí tên lửa và rocket của Hezbollah cũng như sát hại hơn một chục nhà lãnh đạo quân sự của tổ chức này đã làm suy yếu đáng kể khả năng chiến đấu của họ. Việc ông Nasrallah thiệt mạng cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng của Hezbollah trong duy trì sức mạnh quân sự và chính trị của mình, đặc biệt khi Iran, đồng minh chủ chốt của Hezbollah, cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong khu vực. Iran có thể sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ vật chất cho Hezbollah, nhưng mức độ ảnh hưởng và vai trò của Hezbollah trong mạng lưới dân quân thân Iran có thể sẽ bị suy giảm đáng kể. Thưa quý vị, quân đội Israel ngày 29 tháng 9 cho biết họ đang tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở Liban sau khi hạ sát thủ lĩnh của lực lượng này, ông Hassan Nasrallah. Quân đội Israel tuyên bố họ đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban trong vài giờ qua, bao gồm các tòa nhà, nơi cất giữ vũ khí và các công trình quân sự. Theo số liệu của Bộ Y tế Liban, chiến dịch không kích của Israel vào nước này trong tuần qua đã khiến ít nhất 700 người thiệt mạng. Còn theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, hơn 200.000 người đã phải di rời bên trong Liban và hơn 50.000 người đã phải di tản sang nước láng giềng Syria. Chiến dịch không kích của Israel, đặc biệt là vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, đã đánh dấu sự leo thang mạnh mẽ nhất trong gần một năm xung đột xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah, gây nguy cơ đẩy toàn bộ khu vực vào một cuộc chiến tranh lớn hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bagher Khalifa tuyên bố trục kháng chiến sẽ tiếp tục đối đầu với Israel với sự trợ giúp của Tehran. Trục kháng chiến là một liên minh được xây dựng trong nhiều thập kỷ với sự hỗ trợ của Iran, bao gồm nhóm Hamas của Palestine, Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và một số nhóm vũ trang Hồi giáo tại Iraq và Syria. Một trong những thông tin gây chấn động liên quan đến tình hình xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban chính là việc Israel ám sát thành công thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người đã lãnh đạo Hezbollah trong suốt 32 năm qua. Cái chết của nhân vật đặc biệt này được xem là đòn giáng mạnh nhất nhằm vào lực lượng Hezbollah trong suốt nhiều tháng qua. Cộng đồng quốc tế quan ngại diễn biến mới này sẽ làm leo thang hơn nữa xung đột tại Trung Đông. Ngay sau khi xác nhận thủ lĩnh Syed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào Liban, phong trào Hồi giáo Hezbollah đã phóng nhiều tên lửa vào các vị trí của Israel ở biên giới phía Bắc, đồng thời tuyên bố sẽ đẩy mạnh cuộc chiến với Israel. Về phía Israel, quân đội nước này tuyên bố đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng trước khả năng xung đột lan rộng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29 tháng 9 cho biết, việc tiêu diệt thủ lĩnh của phong trào Hezbollah là thời điểm có tính bước ngoặt và là điều kiện cần thiết để giúp Israel đạt được các mục tiêu đề ra, trong đó có việc đưa các công dân Israel phải đi sơ tán, được quay trở lại nhà. Việc loại bỏ Nasrallah là điều kiện cần thiết để đạt được các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra,
trong đó có việc đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn và thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực trong nhiều năm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình chiến sự leo thang ở Liban, đồng thời nhấn mạnh rằng vòng xoáy bạo lực cần phải được chấm dứt ngay lập tức. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Guterres đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng cùng lời kêu gọi khẩn cấp về một lệnh ngừng bắn. Chiến sự ở Liban có thể dẫn đến leo thang hơn nữa xung đột liên quan đến các thế lực bên ngoài. Tôi hoàn toàn ủng hộ đề xuất ngừng bắn tạm thời, cho phép cung cấp cứu trợ nhân đạo, cũng như mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán nghiêm túc vì một nền hòa bình lâu dài trên đường ranh giới xanh. Chúng ta cần có một lệnh ngừng bắn ngay bây giờ. Cuộc tấn công diễn ra ở phía nam Beirut và nhắm vào một bong ke kiên cố nằm sâu hơn 18 mét dưới lòng đất do không quân Israel thực hiện đã hạ sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah. Mới đây, kênh Al Arabiya TV đã phát đi đoạn video đồ họa mô tả cảnh không quân Israel dùng bom phá bong ke để tấn công vào trụ sở của lực lượng Hezbollah ở thủ đô Beirut của Liban, khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng vào cuối tuần vừa qua. Theo Wall Street Journal, cuộc tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ do không quân Israel thực hiện có sự hợp tác của nhiều cơ quan tình báo. Ngoài thủ lĩnh Hassan Nasrallah, khoảng 20 thành viên cấp cao khác của Hezbollah cũng thiệt mạng trong đợt tấn công này. Cuộc tấn công diễn ra ở phía nam Beirut và nhắm vào một bong ke kiên cố nằm sâu hơn 18 mét dưới lòng đất. Ông Nasrallah và các thành viên cấp cao khác của Hezbollah đã tập hợp lại để thảo luận về các chiến lược chống lại Israel. Đây được mô tả là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử và một trung tâm đô thị. Quân đội Israel đã sử dụng gần 80 tấn thuốc nổ, bao gồm khoảng 85 quả bom phá bong ke chuyên dụng, được thiết kế để xuyên sâu vào các công trình kiên cố. Những loại vũ khí này có khả năng xuyên thủng tới 30 mét đất hoặc 6 mét bê tông cốt thép, được sử dụng để phá vỡ hệ thống phòng thủ của bong ke và đảm bảo độ chính xác của cuộc tấn công. Chiến dịch ném bom nhằm vào các nhân vật chủ chốt của phong trào Hezbollah bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 với vụ hạ sát Wissam Antawin, chỉ huy đơn vị tinh nhuệ Al-Radwan. Tới ngày 30 tháng 7, đến lượt Fuad Shukr, chỉ huy quân sự cấp cao nhất của Hezbollah, cánh tay phải của thủ lĩnh Nasrallah, bị Israel hạ sát trong một vụ oanh kích vào ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut, Liban. Từ giữa tháng 9, chiến dịch của Israel tiêu diệt giới lãnh đạo của Hezbollah được đẩy mạnh. Khởi đầu là hai loạt vụ kích nổ hàng nghìn máy nhắn tin và máy bộ đàm, thiết bị liên lạc chính trong hàng ngũ của Hezbollah trong hai ngày liên tiếp, từ 17 đến 18 tháng 9, khiến 30 người của Hezbollah thiệt mạng, hơn 3.000 người bị thương và gây xáo trộn hàng ngũ Hezbollah. Vào ngày 20 tháng 9, một vụ đánh bom của Israel đã khiến 15 thành viên đơn vị tinh nhuệ Al-Radwan thiệt mạng, trong đó có cả chỉ huy đơn vị Ibrahim Akil. Đến ngày 23 tháng 9, đến lượt Ali Karake, được coi là nhân vật số 3 của Hezbollah bị hạ sát. Một ngày sau đó, đến lượt Ibrahim Khobaisi, chỉ huy chuyên trách các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket của Hezbollah mất mạng. Đến ngày 27 tháng 9, tới lượt thủ lĩnh Hassan Nasrallah của Hezbollah bỏ mạng, khép lại tuần đen tối với lực lượng quân sự phi chính phủ lớn nhất thế giới này. Phong trào vũ trang ở Liban đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ truyền thông Ả Rập cho rằng họ đã bổ nhiệm ông Hassem Safirin thay thế thủ lĩnh vừa bị sát hại Hassan Nasrallah. Trong thông báo trên kênh Telegram chính thức của nhóm vào tối ngày 29 tháng 9, Hezbollah đã phủ nhận việc ông Hassem Safirin được nhóm này chọn làm người thay thế cho thủ lĩnh Hassan Nasrallah, người bị sát hại trong đợt không kích dữ dội của Israel xuống thủ đô Beirut của Liban vào tuần trước. Thông báo của Hezbollah được đưa ra ngay sau khi có thông tin cùng ngày từ các kênh tin tức của Ả Rập Xê Út là Al Arabiya và Al Haddad rằng ông Safirin đã chính thức được bổ nhiệm làm người kế nhiệm Nasrallah. Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho hay, Hội đồng Shura, cơ quan ra quyết định tối cao của Hezbollah, đã bổ nhiệm ông Hassem Safirin làm tổng thư ký mới của phong trào Hồi giáo dòng CIA này. Ông Safirin từng là người đứng đầu hội đồng điều hành của Hezbollah, có vai trò giám sát các vấn đề chính trị của Hezbollah. Ông cũng tham gia hội đồng Jihad, đơn vị quản lý các hoạt động quân sự của nhóm. Safirin là anh em họ của cố thủ lĩnh Sayed Hassan Nasrallah và cũng là một giáo sĩ Hồi giáo. Ông có mối liên hệ tôn giáo và gia đình mật thiết với Iran. Con trai ông là hôn phu của con gái tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại Iraq vào năm 2020. Khác với cố thủ lĩnh Nasrallah, người sống ẩn giật trong nhiều năm, ông Safirin gần đây thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện chính trị và tôn giáo. Với phong thái điềm tĩnh, ông đã có những bài phát biểu hùng hồn trong các lễ tang của những chiến binh Hezbollah tử vong trong năm qua do các cuộc đụng độ với Israel. Hamas cho biết,
Một cuộc không kích của Israel vào thành phố Tyre đã sát hại lãnh đạo của họ ở Liban. Và một tổ chức Palestine khác cho biết, ba lãnh đạo của họ đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở trung tâm Beirut. Đây là lần đầu tiên một cuộc tấn công diễn ra trong phạm vi thủ đô. Hamas cho biết, lãnh đạo của họ ở Liban, Fateh Sharif Abu El Amin, đã bị sát hại cùng với vợ, con trai và con gái của ông trong một cuộc tấn công nhắm vào ngôi nhà của họ trong trại tị nạn ở thành phố Tyre vào sáng sớm thứ Hai ngày 30 tháng 9. Một nhóm khác, Mặt trận Giải phóng Palestine cho biết, ba lãnh đạo của họ đã bị sát hại trong một cuộc tấn công nhắm vào khu vực Kola của Beirut. Đây là lần đầu tiên Israel tấn công trong phạm vi thủ đô Beirut, vượt ra ngoài các vùng ngoại ô phía nam trong một chiến dịch mà đỉnh điểm là vụ ám sát lãnh đạo kỳ cựu của Hezbollah, Hassan Nasrallah vào tuần trước, trong một loạt các cuộc không kích mạnh mẽ. Cuộc tấn công vào Mặt trận Giải phóng Palestine đã nhằm vào tầng trên của một tòa nhà chung cư, theo lời các nhân chứng của Reuters. Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ quân đội Israel. Các cuộc tấn công gần đây cho thấy, Israel không có ý định giảm tốc độ chiến dịch tấn công trên nhiều mặt trận, ngay cả sau khi loại bỏ thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah và dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến ở Trung Đông có thể vượt ngoài tầm kiểm soát và kéo theo cả Iran bên hậu thuẫn Hezbollah và Mỹ, đồng minh chính của Israel. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết, Tehran sẽ không bỏ qua bất kỳ hành động tội ác nào của Israel. Ông đã đề cập đến vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah và một phó chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng Iran, Thiếu tướng Abbas Niforuzan, người cũng đã thiệt mạng trong cùng một cuộc tấn công vào hôm thứ Sáu. Bộ Y tế Liban cho biết hơn 1.000 người Liban đã thiệt mạng và 6.000 người bị thương trong 2 tuần qua, mà không chỉ rõ bao nhiêu trong số đó là thường dân. 1 triệu người, 1/5 dân số đã phải rời khỏi nhà cửa của họ. Sự gia tăng này đã khiến Beirut trở nên căng thẳng. Người dân Liban lo ngại rằng Israel sẽ mở rộng chiến dịch quân sự của họ. Một cư dân Beirut nói, không còn gì để nói thêm ngoài việc cầu mong Chúa cứu Liban. Điều gì sẽ xảy ra với tôi cũng giống như điều gì có thể xảy ra với bất kỳ ai. Hơn 100.000 người đã vượt biên từ Liban vào Syria, bao gồm công dân của cả hai nước, kể từ khi xung đột giữa các lực lượng Israel và Hezbollah gia tăng trong tháng này. Giám đốc cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc Filippo Grandi cho biết, ngày Chủ nhật 29 tháng 9, Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah trên toàn Liban và lực lượng Houthi liên kết với Iran ở Yemen. Số người thiệt mạng trên toàn Liban trong ngày đã tăng lên 105, theo thông báo của Bộ Y tế. Bộ Y tế do Houthi điều hành ở Yemen cho biết ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào cảng Hodeidah, mà Israel cho biết là phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Houthi. Các máy bay không người lái của Israel đã bay lượn trên Beirut trong gần như cả ngày Chủ nhật. Những tiếng nổ lớn từ các cuộc không kích mới vang vọng khắp thủ đô Liban. Nhiều cuộc tấn công của Israel đã diễn ra ở phía nam Liban, nơi Hezbollah có phần lớn hoạt động của mình, hoặc ở các vùng ngoại ô phía nam của Beirut. Cuộc tấn công vào khu Kola dường như là cuộc tấn công đầu tiên bên trong giới hạn thành phố Beirut. Nga trước đó đã lên án các cuộc tấn công của Israel vào Liban, cho rằng đó là sự vi phạm chủ quyền của nước này. Israel đã cam kết tiếp tục tấn công và cho biết họ muốn đảm bảo các khu vực phía bắc của họ an toàn, trở lại cho cư dân đã phải bỏ chạy vì các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah. Các cuộc giao tranh biên giới Liban-Israel đã diễn ra gần như hàng ngày kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ cách đây gần một năm. Hezbollah cho biết họ đang hành động để thể hiện sự đoàn kết với Hamas. Mỹ, đồng minh gần gũi của Israel, đã kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho xung đột ở Liban, nhưng cũng đã ủy quyền cho quân đội của mình tăng cường lực lượng trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden, khi được hỏi liệu có thể tránh được một cuộc chiến tổng lực ở Trung Đông hay không, ông đã nói điều đó phải làm được. Ông Biden cho biết sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.